Tính ra thì em chỉ có được một mối tình, mà quen nhau thì chỉ được hơn có một tháng thôi, kiểu nắm tay thôi. Hôn chưa? Dạ chưa. Trời ơi, tiếc quá. Cũng mang tiếng có một mối tình mà chưa được hôn. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tiến tới cặp đôi thứ hai, xem họ có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Hả Mang? Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi với bạn, chúng ta sẽ nghe bạn nữ bên kia giới thiệu về mình. Em giới thiệu tên, nghề nghiệp. Dạ, chào chị Cát Tường, chào chú Quyền Linh, chào quý vị khán giả và chào bạn nam bên đó. Em tên là Hoàng Ngọc, năm nay em 23 tuổi. Hiện em đang là nhân viên thẩm định tại công ty tài chính Home Credit Việt Nam. Ban đầu em là nhân viên chăm sóc khách hàng, xong em mới vừa được chuyển qua bộ phận thẩm định bên công ty bên đây ạ. Quê em thì ở Tây Ninh nhưng mà em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Bên kia là thẩm định, em làm nghề gì? Em tên là Võ Đức Lợi, năm nay em 28 tuổi. Em hiện giờ là kỹ sư IT của một công ty Nhật. Quê ở đâu? Dạ, quê em ở Sóc Trăng. Em lên thành phố Hồ Chí Minh được lâu chưa? Hồi đó lúc em học đại học thì em học ở Cần Thơ. Dạ, sau khi tốt nghiệp em có đi tu nghiệp ở Nhật 3 năm. Sau em sống ở thành phố Hồ Chí Minh khoảng được 1 năm rưỡi. Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Tính ra thì em chỉ có được một mối tình, mà quen nhau thì chỉ được hơn có 1 tháng thôi. Một tháng rồi có kịp nắm tay nắm chân gì chưa? Chắc là kịp nắm tay thôi. Hôn chưa? Dạ chưa. Trời ơi, tiếc quá. Cũng mang tiếng có một mối tình mà chưa được hôn. Trời ơi. Dạ, em giới thiệu về bản thân mình nè, những cái điểm mạnh điểm yếu của em. Thì em là một người rất là vui vẻ, hòa đồng, biết cách quan tâm đến mọi người xung quanh. Đúng rồi, chăm sóc khách hàng mà. Em không có biết cách che giấu cảm xúc của mình á chị. Chỉ cần nhìn gương mặt em, nhìn biểu cảm của em. Vậy cũng tốt chứ, che làm gì em, đâu cần đậy chi, mở ra đi. Khi mà đi chơi với bạn bè á chị, nhiều lúc là có ai đó trong nhóm á làm cho mình buồn á chị, em thì không có giấu được cái cảm xúc của mình, làm ảnh hưởng tới cuộc vui của mọi người. Bạn trai thấy sao? Đuổi bạn gái về hả? Dạ, em sẽ đưa bạn bạn về. Rồi nói chơi mà làm việc luôn trời ơi, chứ nói chơi mà. Một khi đã không vui rồi đó chị, thì mà mình ở lại cũng không có được vui. Ủa rồi đưa bạn gái về rồi có quay lại không? Chắc em xin phép em về chung với bạn gái em. Vậy rồi được. Có lần sau thì hai cái gì đó thì em sẽ nói chuyện với mấy bạn của em. Bạn có khuyết điểm gì và ưu điểm gì? Hay quên, hay đi lạc đường. Thôi thôi. Lúc em giận á, em hay im lặng. Một là em phải bỏ đi chỗ khác. Cái này tốt mà, này ưu điểm mà giận bỏ đi đâu, được có rồi đâu. Phụ nữ ghét vậy lắm, ví dụ như hai người giận nhau em muốn xử lý sao? Khi em giận á thì thường em hay im lặng lắm chị. Em không có muốn nói ra những cái lời của mình trong lúc giận hờn. Nhưng mà em hy vọng cái bạn nam lúc mà em giận á đừng có bỏ mặc em. Tức là bạn ấy hay cái chọc cười em đi. Nhưng bạn ấy đòi bỏ đi rồi kìa. Em nghĩ là sau khoảng thời gian chở một ngày sau đó hay là tối đó hay là một cái gì đó, khi mà mình đã nguôi ta nói giận quá nóng quá mất hồn cái này là được. Em sẽ tìm một người yêu thế nào để có thể phù hợp để mà tiến tới sao nữa? Mình phải gần nhau để mình tìm hiểu nhau. Gần thì dễ mà giờ ở chung gần gì đâu. Dạ, thử được không? Dạ được. Gì? Đối với em là người con trai thì em cũng thích điều đó mà. Nhưng mà em tự suy nghĩ thì nó cũng không tốt cho người phụ nữ. Thích cũng hoành hoáng. Thích nhưng mà biết rồi. Vậy được rồi, em có chịu sống thử, em nghĩ sao? Tìm hiểu, đi chơi với nhau, tiếp xúc nhau. Một phần nào đó cũng sẽ hiểu nhau, tính nhau nhiều rồi. Nên là không nhất thiết là phải sống thử. Tại vì em cũng quan niệm là như vậy cũng rất là thiệt thòi cho con gái tụi em. Sau khi kết thúc một mối quan hệ, dù ai đúng ai sai không cần biết, bao giờ phụ nữ cũng thiệt thòi hơn cả. Cho nên quý vị phải yêu thương phụ nữ nha. Cho tràng pháo tay cho phụ nữ. Nói vậy thì cũng công bằng, nhưng mà anh thấy rằng cũng có một vài người sau khi sống thử nhau chia tay là bạn trai cũng gọi là thiệt thòi hơn nhiều bạn nữ. Thiệt thòi gì đâu, nói nghe thử rồi thiệt thòi sao? Thiệt thòi hơn á. Thành ra đừng bây giờ mình nói giờ cái gì cũng phụ nữ thiệt thòi hết. Vậy cũng không công bằng với phụ nam đúng không em? Rồi thôi, cho tràng pháo tay cho phụ nam. Rồi vậy đi. Thôi bây giờ vô lại vấn đề. Là chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ khi chúng ta sống thử với nhau. Bây giờ em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Cao hơn em, khoảng 1m65 trở lên là được. Rồi. Em thích bạn trai vừa người. Em quan trọng về tính cách hơn. Bạn ấy là một người chín chắn, trong đó thì pha lẫn một chút hài hước, một người tâm lý, biết xử sự với mọi người khác. Em thích bạn trai có mùi nước hoa nặng nồng quá. Không thích nước hoa. Dạ đúng rồi. Em có xài nước hoa không? Dạ không. Bạn này thích mùi cơ thể. Không lo. Có những dịp quan trọng như là gì đó em mới xài. Em có đọc một cuốn sách đó là khi mà mình sử dụng nước hoa không phải là mình thể hiện bằng cách gì mình, nhưng mà mình đó là mình tôn trọng phía đối diện. Bạn bên đây hơi tâm lý đó. Hơi chín chắn luôn đó. Rồi bên đây ngon, đàn trai ngon lắm mà. Đùa. Cao nhiêu? Chiều cao của em nó không ổn định lắm chị.
chiều cao mà không ổn định, cân nặng không ổn định chứ chiều cao mà không ổn định là sao ông? Dạ hồi đó em đi học ở Cần Thơ, em đi khám sức khỏe, đo em là 1m65. Trước khi em đi Nhật á thì em có khám sức khỏe lại một lần nữa á. Rồi người ta đo em 1m64. Vậy là 64 chắc à. Bây giờ đi về. Rồi cái qua bên Nhật á, khám sức khỏe định kỳ hàng năm á, người ta đo em có 1m63. Bữa họp em mới đi khám thì lại quay lại 1m64. Giờ đo lại chắc 1m62 quá. Tôi hỏi cân nặng thật ra thấy cũng dí dỏm hài hước, cô này cô thích người vui vẻ. Quan trọng nè. Dạ. Chừng nào tiến tới hôn nhân được? Dạ chắc 2-3 năm nữa. Được rồi. 2-3 năm nữa rồi em chờ được không? Em muốn bao lâu nữa kết hôn? Dạ em nghĩ thì em cũng còn trẻ, em cũng dự định khoảng 2-3 năm nữa em mới kết hôn. Lúc đó thì em mới cảm thấy là mình chín chắn và có thể tự lo cho gia đình nhỏ của mình được. Dạ cho chú em lên. Chú Huyền lên. Ý là tụi già rất là nhiều đúng không? Nó chơi vui thôi. Bạn bên đây rất là dễ thương. Dạ. Người rất là thật tính. Mặc dù bạn đi nước ngoài 3 năm như thấy là cái chất gọi là miền Tây nó rất là rõ rệt. Sóc Trăng đó, làm dâu ở Sóc Trăng được không? Em cũng không biết nữa tại vì trước giờ thì cũng chưa có thử bao giờ. Chưa có thử hả? Thử rồi ngồi đây chi? Trời ơi, chuyện này đâu có thử được. Bây giờ thí dụ bạn trai nó thôi giờ về làm dâu Sóc Trăng đi. Dạ không sao, em có đặt nặng ở đây làm dâu ạ. Em không thích gì nhất ở người đàn ông? Tính toán keo kiệt quá, con trai ở dơ, tức là người phải sạch sẽ nhìn. Coi này có hơi dơ không? Dạ không. Có keo kiệt không? Dạ không. Thôi hai thứ đó không có gì hết. Còn gì nữa không? Em không thích con trai mà hói thì khô mà có mụn. Nặng như không có. Dạ. Có hói. Cũng hơi hói rồi. Trời ơi sao cái này căng quá vậy? Ủa người ta có mụn thì về nặng chứ có gì đâu không thích. Dạ tại vì tính em thích đi ăn, đi uống, đi ăn ngon đi đó. Em thích là bạn đối diện với em là sao cho em cảm giác ăn ngon miệng. Có mụn. Ủa thấy mụn không ngon miệng hả? Mụn như rắc muối tiêu vậy em. Tự nhiên không thích có mụn là sao? Dạ. Hôm nay mình có đi với ai không em? Dạ em có đi với sếp của em với bạn làm cùng công ty. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Rồi. À sếp trẻ đẹp dữ ta. Em quen bạn bè, bạn trai, bạn gái gì em có thích người nào có mụn không? Dạ, với cái cạnh em là một phái đẹp thì em suy nghĩ rằng là một người bạn trai thuyết phục bạn gái không chỉ là ngoại hình thôi, nó còn mang ở tính cách, ở lời nói và thái độ nữa. Nếu như bạn nữ ngồi trên này có thể nhìn thấy anh Lợi thì có lẽ là bạn ấy có thể thay đổi suy nghĩ dù cho anh ấy có mụn hay không có. Mụn không phải là vấn đề trong tình yêu. Em cảm giác bạn gái thế nào? Chưa xét về lời nói của bạn ấy thì với một sự tương đồng rằng là với bộ trang phục của hai bạn ngày hôm nay thì em thấy là có sự tông sực tông. Em cảm nhận ở lời nói của bạn nữ có một sự chân thành và tình cảm. Bạn nữ rất là dễ thương, đặc biệt là một người mang cái tính cách mà em nghĩ rằng là với một người con trai hiện tại chắc chắn sẽ lựa chọn và sẽ không để bỏ lỡ cơ hội để hẹn hò với một bạn gái như thế. Rồi, cảm ơn. Hay quá. Em có đi dài không? Em đi với em họ và những người bạn thân của em ạ. Con chào chú Quang Linh, chào chị Cát Tường ạ. Rồi, hai người bạn với nhau rồi. Xin lỗi mình nặng mụn chút nha. Em thấy như cái chú ngồi kế chú Quang Linh bển sao? Anh rất là chín chắn, ngoại hình thì cũng tương xứng với bạn Ngọc. Với lại cái vấn đề mụn á, ý của bạn Ngọc là mụn nhiều á chứ không phải là một xíu. Mụn bọc á phải không? Nghĩ là nếu như hai bạn đồng ý với nhau, tụi em cũng ủng hộ cho bạn. Cảm ơn em. Bây giờ hai bạn trẻ sẽ gặp mặt. Có 2 phút nha cưng. Kéo màn. Hợp á, bạn trai bên đây cũng dễ thương, bạn gái cũng dễ thương. Nào. Dạ, chào em. Anh đến dịch anh có mang món quà tặng cho em. Lần gặp đầu tiên thì anh thấy em sao? Anh thấy em dễ thương, nói chuyện nghe rất gũi. Tông thiệt tông ha. Anh có biết nhậu không? Không có được giỏi. Con trai miền Tây muốn biết nhậu. Không nhậu là tốt chứ sao? Em muốn có người có nhậu hả? Dạ đúng rồi, tại vì em nhậu không được nên em hy vọng khi mà đi chơi với bạn bè có người là gánh thay em. Vậy chắc để anh cố gắng. Đừng vì sắc đẹp mà mê muội đi nhậu như thế. Cái chuyện này bỏ qua, không có cố gắng. Sau này mà hai đứa có tiến tới xa hơn á thì anh sẽ ở trên Sài Gòn hay là về quê? Anh thì có dự định đó là anh sẽ làm việc ở Sài Gòn, làm tới khi nào mà mình cảm thấy mình không còn làm việc thì anh có ý định là phải mình về quê mình sống. Anh thì anh
thích ăn ăn bánh ở ở nhà mẹ nấu, nên anh có một ý tưởng là anh muốn mở một cái tiệm bánh gì đó. Bánh gì? Bè bánh củ cải. Làm bằng củ cải hả? Dạ. Hùng vốn mở tiệm bánh được á. Em thì cũng có một ý định là sau này em sẽ mở một cái shop bán những cái đồ phụ kiện của nữ như gấu bông chẳng hạn. Thì cơ mở chung mặt bằng, một bên bán bách, một bên bán quần áo, phụ kiện. Dạ. Nói chung mỗi người có một hướng lập nghiệp như vậy là tốt rồi. Bây giờ mình nói một câu gì đó tình cảm lãng mạn, thuyết phục nhau đi. Thôi em hát đi anh. Được vậy đi. Anh yêu em nhiều lắm và anh sẽ nói cho em nghe là chết. Chết. Làm lại chứ. Làm lại chứ. Hèn chi ổng ế tới ngàn hai đúng rồi đó. Là hai, ba, bắt đầu. Dạ. Chưa, để em nhắm lại cái điều. Rồi nhắm đi. Anh yêu em nhiều lắm và anh đã nói cho em nghe là bao yêu thương say đắm không như gió bay ngang qua. Đưa đôi tay anh ngắm, hãy cùng bên nhau hạnh phúc trăm năm, hãy đặt bờ môi lên bờ môi để đôi mi ngắm. Người yêu ơi. Nói một câu gì đi em, nói một câu, nói sao nhanh lên, cơ hội cuối cùng nè, 20 giây. Anh sẽ hứa thực hiện những gì em mong muốn. Buông cái nắm tay ra đi. Dạ, cố gắng nặng hết mụn. Câu này dễ thương nè. Đây, nút bấm đây. Rồi. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định đồng ý hẹn hò hay không. 1 2 3. Ở dưới chỉ đạo lớn ghê ha. Hết thời gian. Ủa? Ủa gì? Có bóng mà. Có không? Có rồi vậy. Giật mình hả? Trời dễ thương quá. Bấm mà là ủa. Bẻ ngón tay hoài, nắm tay người ta đi. Thấy sao? Thấy có điện nó giật giật. Hùng gái, Hùng gái đi. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, cảm ơn. Đây là những chiếc vé xem phim. Chúc hai bạn sẽ có một không gian lãng mạn để tìm hiểu kỹ hơn ha. Dạ, em cảm ơn. Trai tài gái sắc. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Áp dụng lên các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Rồi, chúc mừng hai bạn nào. Hãy đưa bạn gái đi xem phim, nắm tay, nắm tay. Hai người đều chân thật hết trơn ha. Tôi nghĩ rằng cặp này sẽ còn đi xa hơn nữa. Nay có duyên đó, mách bảo sẵn mặc áo xanh xanh giống nhau. Đúng màu rồi. Xanh hy vọng. Và như vậy là một cặp đôi nữa đã đồng ý hẹn hò với nhau. Bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết. Các Tường, anh Quyền Linh xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ rất là quen thuộc 15:20 chủ nhật và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có thể theo dõi thông tin trên kênh Fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò hoặc xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media, và đừng quên nhấn subscribe. Bạn Muốn Hẹn Hò, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.